Bạn không cần phải tỏ ra bệ vệ hay phải tham gia vào một khóa thực tập nào, chỉ cần bạn ăn càng nhiều burger càng tốt trong vòng 10 phút. 4.000 đô la Mỹ, một số tiền không nhỏ sẽ được trao cho người giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Vừa được ăn burger vừa được lĩnh giải thưởng, đó là lý do rất nhiều người đã tham gia cuộc thi này. Và năm nay, người chiến thắng là chị Molly Schuyler, một bà mẹ đã ăn hết 27 chiếc burger trong vòng 10 phút, phá kỷ lục của năm ngoái với 21 chiếc bánh. Tôi nhận thấy rằng đây là một cuộc thi thật tốt khi bạn vừa được ăn burger, vừa có giải thưởng và còn gặp gỡ được mọi người. Với nhiều người tham dự, cuộc thi chính là một trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng hết sức ấn tượng dành cho họ. Không chỉ vậy, ban tổ chức cũng bố trí một đội ngũ nhân viên y tế để đảm bảo rằng những người chơi sẽ có thể an tâm tham gia cuộc thi thường niên này. Tại thành phố New York của Mỹ, những người dân nơi đây đã tham gia vào cuộc thi ăn xúc xích truyền thống. Anh Joey Shenas, nhà vô địch cuộc thi lần này đã ăn hết 75 chiếc bánh mì kẹp xúc xích chỉ trong vòng 10 phút. Tôi không cảm thấy lo lắng về thời tiết, mặc dù có thể khiến mọi người mệt mỏi, thế nhưng tôi sẽ chỉ chú tâm vào cuộc thi. Đó là lý do tôi đã ăn được 75 chiếc bánh kẹp xúc xích. Tôi đã xác định đó là mục tiêu của mình ngay từ đầu. Một điều đặc biệt nữa là tháng 7 cũng là tháng của món bánh kẹp xúc xích quốc gia. Ước tính người Mỹ đã tiêu thụ 20 tỷ chiếc bánh kẹp xúc xích mỗi năm, trong đó 155 triệu xúc xích được tiêu thụ vào ngày 4 tháng 7.